Xin chào các bạn, giới thiệu với anh em ống nghe này, ống nghe của không phải của bác sĩ mà là của cũng là của bác sĩ nhưng mà không phải cho con người mà là cho máy của Betech. Máy hàng của nó là 610320, thì tên thường gọi là Betech LES12. Nó có cái phiên bản 14 hay 12 thì nó đơn giản hơn, thì mình sẽ khui ra hai cái nó giống nhau nên mình khui cái này. Bữa nay khui nào ta sẽ khui này luôn nha. Rồi đóng cho một cái túi khá là cái túi khá đẹp như thế này. Đó. Ok, đây là bạn mình đeo thôi, xung quanh đây nhìn vẫn phải y tá cho máy đúng không? Đó. Ok. Đấy. Mở ra. Túi là bằng da khá đẹp. Da chắc giả da thôi. Thì một cái máy như vậy nó có hai cái họ cài sẵn ở đây, thì bạn thấy là đây là chính là hai cái cảm biến. Không phải là hai cái đầu dò thì đúng hơn. Hai đầu dò thì một cái ngắn một cái dài. Cái này ngắn và cái này dài. Thì cái này nó rất là dễ bị xúc ra nên các bạn cũng cẩn thận tí, một cái nó có hai cái ha. Đây rồi, tài liệu hướng dẫn sử dụng thì đây là bằng tiếng Anh thôi, tiếng Anh nó cũng dễ mà nó không khó như kiểu tiếng Sao Hỏa đâu mà sợ. Thì mình sẽ dịch ngắn gọn ở trên website vinatool.com để các bạn có thể vào đó các bạn coi, đây nó có cả tiếng Hà Lan nữa. Ok, tài liệu hướng dẫn sử dụng này. Nó có cục pin 9V, bởi vì máy này họ xài là pin 9V thì mình gắn vào luôn đây. Nó đây. Thì nó có cái mức âm lượng ở đây. Để tín hiệu mà chớp thì nó sẽ có cái đèn tín hiệu ở đây. Ok. Rồi chỗ để cắm tai phone đây, gắn pin ở đây. Ok. Pin 9V là pin gọi pin vuông ấy, mình ra ngoài mình mua hàng mình sẽ hỏi ở cửa tiệm nó bán là pin vuông. Đó là cái cách gọi của người Việt mình. Hay gọi là pin 9V cũng được. Thì cái này nó rất là dễ mua, các bạn mua ở siêu thị nào nó cũng có, các cửa hàng tiện lợi nó cũng có, rất là dễ. Ở đây thôi. Đó thì tai nghe cảm biến thì các bạn có thể gắn vào đây, lấy cái dài đi cho nó dễ nhìn, cái dài gì nó đuối quá ngắn đi. Đó, mà gắn vào đấy đầu đo, mà mình không cần siết quá cứng đâu, chỉ đủ tiếp xúc ở bên trong là được rồi. Để khi tiếp xúc ở cái chỗ này nó sẽ nhận tín hiệu này. Đó, bây giờ mình sẽ ống nghe vào, vì là ống nghe cho nên là các bạn phải gắn nó vào tai thì các bạn mới nghe được. Vì thế nên là chỉ có ai được gắn vào tai thì mới nghe được thôi, chứ còn không thì mình chỉ nhìn thôi. Tai này phải mua tai Sony cho nó. Ensiheider hả? Của Đức hay gì? Đấy, cũng có một cái này bảo vệ luôn kia thì. Nếu thì ấn vào đây. Đó, bật lên thôi. Đó. Đèn đỏ này. À thì mình phải. Thì nó có cái nút này chỉnh volume này cũng là chính là nút tắt luôn nha các bạn ha. Thế ra mình chỉnh mình nghe âm volume này mình phải đưa vào tai mình nghe thì nó mới úp tai luôn ha. Này giống đồ của Michael quá. Thì theo kích thước của size của cái hộp sọ nên là mình chọn. Đó. Nghe theo. Nghe rõ. Ồ. Đúng, ở đây cũng nghe luôn này, kia thì. Đó. Thì khi mà mình kiểm tra cho ổ đỡ vòng bi bạc đạn gì đó thì mình sẽ dí cái tiếp xúc điểm tiếp xúc này vào cái chỗ vị trí mình cần kiểm tra. Thì cái sóng xung kích, cái dao động xung kích nó sẽ tác động vào cái đầu này. Thì nó đi vào cái bộ khích đài này, nó đưa lên tai mình nghe. Thì giả sử vòng bi mà nó bị bẻ, nó bị nứt gì đó thì mình sẽ biết được cái vị trí đó nó sẽ có cái xung lớn hơn. Mình nghe nó lọc cọc chẳng hạn thế. Còn nếu mà nó trơn, nó không bị hỏng, bị hư gì, không nó mới, vòng bi mới còn chạy ngon chẳng hạn thế. Thì mình sẽ chỉ nghe cái tiếng kêu nó liền, nghe tiếng rào liền thôi. Nó không nghe tiếng lào xào giống như ông Tành khuất dạy kia thì. Nghe hay không? Có nghe luôn hả? Ủa, người cầm máy cũng nghe luôn kia thì. Máy hiện đại kia. Ok, nó đơn giản vậy thôi. Thì họ cho mình có một cái cây dài như này trong trường hợp mà mình kiểm tra trong mấy cái hốc bỏ tó ấy. Trong cái máy thì đôi khi nó có vướng víu xung quanh nhiều rồi nhiều thứ thì các bạn dùng cái cây này dài để mà các bạn đưa vào các cái vị trí sâu mà nó khó. Còn chức năng của nó thì cũng giống nhau thôi. Tất nhiên là mình không thể cắt cái cam xe đạp mình bỏ ở đây được, bởi vì cái này là cái vật liệu mà
họ chọn để nó phù hợp với trong vấn đề truyền dẫn âm thanh. À, thì vào đây thì trong này có bộ số đài, một số đài trong này thôi. Rồi mình tắt nó đi. Tắt số.